Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Tối nay tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Lần đầu tiên trong 3 mùa giải, năm nay ban tổ chức nhận được hơn 300.000 bài dự thi cho thấy sức lan tỏa của nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã thực sự đi vào cuộc sống. Tại tỉnh Hưng Yên, cuộc thi có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thu hút nhiều lứa tuổi thành phần tham gia, từ lứa tuổi học sinh trung học phổ thông đến các cụ hội viên người cao tuổi, cán bộ công chức, người viết báo chuyên và không chuyên. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có tác phẩm Giá trị không thể phủ nhận của chiến thắng 30 tháng 4 của nhóm tác giả Hoàng Linh đạt giải khuyến khích. Vừa qua, chi bộ Công ty Cổ phần May Hưng Long 2 trực thuộc Đảng bộ thành phố Hưng Yên tổ chức lễ kết nạp đảng cho các đảng viên. Trong đợt này, chi bộ kết nạp cho 11 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện có của chi bộ lên 23 đồng chí. Những đảng viên được kết nạp lần này chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các xưởng sản xuất đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời có ý thức chính trị, kỷ luật tốt, tích cực tham gia các hoạt động của công ty. Sau thời gian ngắn đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nghĩa trang mới để di rời các phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 4, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đại lễ cầu siêu động thổ giải hạn để di rời các lăng mộ ở nghĩa trang thôn Tầm Tang về khu nghĩa trang mới. Nghĩa trang thôn Tầm Tang có tổng số 212 ngôi mộ trong chỉ giới đường đỏ của vành đai 4. Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cũng như sự chủ động chia sẻ của nhân dân địa phương, đến nay việc tổ chức di rời các phần mộ ở xã Thắng Lợi diễn ra thuận lợi, được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Dự kiến việc di rời các phần mộ về nghĩa trang mới được tiến hành từ ngày 15 tháng 9 âm lịch và xong trước ngày 30 tháng 9 âm lịch. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong 10 tháng của năm 2023 tăng cả về 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong 10 tháng, toàn tỉnh xảy ra 195 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 132 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 84 vụ, tăng 75,7%, tăng 28 người chết, tăng 31,8% và tăng 48 người bị thương, tăng 57,1%. Các địa phương để tăng số người chết là huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên. Đã từng xảy ra nhiều vụ cháy tại các cột điện mà nguyên nhân được xác định là do chập điện gây ra. Thế nhưng hiện trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vẫn đang tồn tại rất nhiều các cột điện có nhiều dây chằng chịt, vừa gây mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Thời gian gần đây trên địa bàn Mỹ Hào đã xảy ra 2 vụ cháy tại cột điện và 1 vụ cháy dây điện. Gần đây nhất vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, tại số nhà 191 đường Nguyễn Thiện Thuật xảy ra cháy biển quảng cáo. Nguyên nhân được xác định là do dây điện của một số các hộ dân đi qua đó gây ra, vụ cháy được dập tắt ngay sau đó. Tuy thiệt hại không đáng kể nhưng đã gây hoang mang cho người dân nơi đây, bởi chính cột điện sát nhà này đã nhiều lần bị cháy nhưng đều dập tắt kịp thời. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào còn rất nhiều cột điện tại các phường cũng trong tình trạng trên, nhất là các khu sản xuất chế biến, các khu chợ. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục bản đồ ẩm thực văn hóa Việt Nam giai đoạn 2, có 126 món ăn đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh, thành phố. Cụ thể là kỷ lục bản đồ ẩm thực văn hóa Việt Nam giai đoạn 2 với 126 món ăn đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh, thành do các nghệ nhân bếp thực hiện công phu ngay tại lễ hội. Trên bản đồ ẩm thực này có nhiều món độc lạ là đặc sản các vùng miền, trong đó tỉnh Hưng Yên có đặc sản tương bần. Kỷ lục thứ hai là bản đồ trực tuyến có số lượng món ăn Việt Nam nhiều nhất được đóng góp bởi cộng đồng. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ đề án hợp tác nâng tầm ẩm thực Việt mang tên Biến tấu vạn nguyên liệu, nấu triệu món Việt. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc để xác minh thông tin clip 2 nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chồng đầu chạy xe máy trên một đoạn đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 10, một hãng xe máy điện gây tranh cãi dữ dội khi tung video quảng cáo dòng sản phẩm mới với sự góp mặt của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Quốc Nghiệp. Trong video này, anh em nghệ sĩ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm thực hiện màn trình diễn xiếc chồng đầu khi đang điều khiển xe.
Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 21 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hai nghệ sĩ biểu diễn xiếc trên xe thực hành hành vi ở khu vực thành phố Thủ Đức. Vì vậy, vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Đức xác minh và làm rõ. Chiều ngày 21 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện clip về cuộc thi uống bia tại hội trại ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Thông tin ban đầu nói có cả học sinh cấp 3 thi uống bia. Thông tin từ lãnh đạo thành phố Uông Bí cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 21 tháng 10 tại thành phố Uông Bí. Tuy nhiên, đó là trò chơi tự phát của một nhóm thanh niên tham gia cắm trại, không nằm trong kịch bản của chương trình được ban tổ chức hội trại thành phố duyệt. Các trường hợp đoàn viên thanh niên tham gia uống bia trong clip đều là thanh niên trên 18 tuổi. Sự việc trên diễn ra duy nhất một lần trong khoảng thời gian trên 3 phút. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí khẳng định ban tổ chức hội trại không nắm kiểm soát chương trình để xảy ra sự việc thi uống bia là không phù hợp. Sáng ngày 21 tháng 10, trưởng Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Bùi Văn Chiến về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện An Dương thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường 351. Đội đã ra lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Bùi Văn Chiến sinh năm 1974, trú tại thôn Nhị Hải, xã Thái Sơn, huyện An Lão. Tuy nhiên, ông Chiến không chấp hành hiệu lệnh, chửi bới, chống đối, có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng. Đối tượng này còn dùng tay đánh một cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện An Dương. Chuyển sang phần tin quốc tế, tỷ phú Elon Musk vừa lên tiếng phủ nhận thông tin ông đang lên kế hoạch chặn quyền truy cập vào trang xã hội X ở châu Âu. Trước đó, tờ Business Insider đã đăng một bài báo đưa tin rằng tỷ phú Elon Musk đang xem xét chặn mạng xã hội X tại châu Âu nhằm đáp trả các cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu. Ngay sau đó, ông Musk đã chỉ trích tờ báo này đưa tin sai sự thật. Tin đồn này được đưa ra sau khi đã có một cuộc điều tra chính thức nhằm vào mạng xã hội X về việc tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Đạo luật buộc các nền tảng trực tuyến phải kiểm soát các nội dung sai lệch. Nếu X bị phát hiện không tuân thủ, công ty này có thể bị phạt tới 6% doanh thu hàng năm trên toàn cầu và bị cấm tham gia thị trường chung châu Âu. Nhằm tối ưu hóa các nguồn cung cấp năng lượng, các công ty của Thụy Sĩ đã tận dụng chảo vệ tinh cũ thành nơi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Toàn bộ các chảo vệ tinh cũ ở thị trấn Leuk, bang Valais, trên dãy Alper của Thụy Sĩ đã biến thành một nhà máy năng lượng mặt trời. Được lắp đặt ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, các chuyên gia kỳ vọng độ cao này cho phép chúng nhận được mức ánh sáng mặt trời tối ưu, ngay cả trong mùa đông, so với khi chúng được lắp đặt ở các khu đô thị, vùng thấp và có sương mù. Với bề rộng 32 mét, một chảo vệ tinh loại này có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của khoảng 25 hộ gia đình. Ngày 19 tháng 10, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo hàng năm, trong đó xem xét tần suất và mức độ nguy hiểm của bão cát và bụi, cũng như các tác động của chúng đối với xã hội. Theo báo cáo cập nhật, năm 2022, nồng độ bụi mịn trung bình trên bề mặt toàn cầu hàng năm là 13,8 microgram trên mét khối, cao hơn một chút so với mức 13,5 microgram một mét khối ghi nhận hồi năm 2021. Báo cáo cho biết thêm, mỗi năm khoảng 2 tỷ tấn bụi xâm nhập vào bầu khí quyển và làm bầu trời tối đen, gây thiệt hại cho chất lượng không khí ở những khu vực cách xa hàng nghìn km, đồng thời ảnh hưởng tới các nền kinh tế, các hệ sinh thái, thời tiết và khí hậu. Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận PepperX là giống ớt cay nhất thế giới với độ cay vượt xa loại ớt giữ vị trí này trong suốt 10 năm qua. Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công bố PepperX đã trở thành loại ớt cay nhất trên thế giới với chỉ số trung bình là 2,69 triệu đơn vị Scoville. Trên thang đo, số 0 được coi là nhạt nhẽo, trong khi các loại ớt thông thường có giá trị khoảng 5.000 Scoville. Do đó có thể thấy, ớt PepperX thậm chí có độ cay vượt qua cả bình xịt hơi cay trung bình dùng để tự vệ là mức khoảng 1,6 triệu Scoville. Loại ớt này đánh bại kỷ lục tồn tại suốt 10 năm qua của loại ớt Carolina Reaper với 1,64 triệu Scoville. Nhưng cả hai loại ớt đều được tạo bởi cùng một chuyên gia nghiên cứu về độ cay của ớt mang tên Ed Curry. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.